Ok, xin chào bạn đang chờ lại trên đường của mình. Đợi lấy xe chạy qua đó chơi nha. Mình sẽ tiếp tục đi phượt. Mà sống cao dữ sợ. Nhưng mà đi bằng một tô nước. Ok, đã phải. Ôi cao kìa. Giờ đèn tối. U cao kinh nè. Ê, đi giờ đi ăn cắp máy bay đi. Đi ăn cắp máy bay bay vô khu quân sự. Chạy thẳng nè, chạy thẳng nè. Làm gì hiện quá trời máy bay gì ta? Ừ, đi cắp. Mấy ông ở ngoài biển thì tôi vô tôi lấy máy bay rồi tôi đi đón nha. Chạy vô mánh nhanh. Bỏ ông nằm ngoài đảo hoang rồi. Ông nội kia. Đâu? Có tàu ngầm hả? Tàu ngầm màu gì? Màu da. Trời, tàu ngầm nó chở được có một người à. Vui vậy. Để tôi đi đột nhập lấy máy bay gì cho mấy ông. Lại cái đột nhập lấy máy bay. Hành trình lẻ loi đi tìm sự sống. Ủa, tiếng diệu hú. Hôm nay có bác bảo vệ vô tính. Hello bác bảo vệ. Ờ, vô đây ra. Lửa xe hơi. Đi chiếc của bác nhất rồi. Anh em mấy ông cập bến đi. Tôi chở lại máy bay nè. Không lái thật phải ra đi. Không, tôi lái xe ra nghe. Mới kiếm được chiếc xe khủng lắm. Lái ra. Ok. Ấy, gặp ông Unile giữa đường kìa. Ghé lại ba, lên xe tôi đi nè. Ghé lại. Lên xe tôi nè. Không đủ, ông Dũng, tôi lên đi tôi lấy thiền, tôi chở ông về lại ngoài đàn. Vãi, đi xe cày luôn. Để lên đi cha. Thôi chiếc này đi chở được nhiều vì chiếc nải của ông đi. Lên chơi ngoài ăn ô tô chạy. Mấy ông kia chạy. Bấm nút khách á. Khách bể. Sao bể mẹ đèn xe. Mới tông vô chỗ đó. Đi. Cặp bến ngọn hải đăng chưa? Ok, mình đang đi đến đón hai ông nội kia để đi cướp máy bay.
Ui. Vãi liền. Vãi lật xe luôn. Xe. Cái xe này cái gầm cao lắm. Cán bay qua luôn rồi. Này này phuộc nó nhúng đảo luôn. Ghé ghé hai đằng vậy? Rồi hai đằng này. Ok lên bờ tới nè. Rồi, đi chơi không? Đúng rồi. Điều càng lên. Không bánh không chứ. Cua không bánh luôn kìa. Đấy. Ủa đức phật. Đâu lên bờ đi, để đi. Xe. Ấy dạ. Anh gan sao mà ngồi. Leo lên cái cốp bên sau bấm nút F. Ngồi trong đây an toàn lắm ba. Nè, nào lấy hướng xe rồi. Bấm nút F. Ở đâu cho tao lên rồi. Cho rồi. Bấm F, bấm F. Không được gì, xe này không được rồi. Cái xe mà xe của quân đội á. Leo lên. Ừ, quốc vô quân đội quậy luôn. Mẹ rớt cái cửa nữa. Rớt mẹ cửa. Má mà lấy xe như shit đấy chung ơi. xe của tao vùng tạng hơn nữa. Xe này của ông kia đó. Xe mới cướp được đó. Xe kia là chiếc máy cài cho ba. Ý xong ta đi đường rừng ba xe ở Broad nữa. Thấy không? Broad vui không? Tao thấy lọc xe dễ hơn ở Broad. Nó nghiêng một bên nữa, bên kia nó không nghiêng cho anh lên. Tao thấy tàu lao ở chung rồi. Chạy dưới này con. Chạy chiếc máy cài kìa. Quốc chiếc máy cài mới đã. Ờ cái chiếc đó đâu lên được cha. Ý. Lên. Đi cái xe gia đình đó. Xe gia đình ha. Thì kiếm chiếc xe gia đình nào tàn nhất á. Kìa. Đi rồi. Chơi nó. Anh em. Đúng rồi. Hành động. Hành động. Ê, để tao lái cho. Chúng lái ghê lắm. Cua ta. Đeo lên. Rồi, tất cả ai đâu kê luôn rồi. Lên. Vô mày. Ông nội kia mới leo đập bể kính luôn kìa. Hổn tay vô mày. Lúc kết leo lên đập bể kính luôn. Tạ tên quá. Bỏ hết thì đếm tải được cái xe này luôn. Xe gia đình giơ tay ra ngoài. Vậy tới kịp đạo. Ủy xong kia giơ tay ra ngoài được. Thế chị đừng đéo hiểu luôn cái xe này ta làm ở trong cái tập xe ship nhất nè. Vậy. Độ chạy hơn thì ghê, độ chạy nhanh hai luôn ba. Kinh dạ. Gì vậy ba? Được không? Đấy. Thích gì vậy? Đúng là phải bám luôn, phải bám cái đường nó quẹo để quẹo đầu cho nhanh. Đi lên mấy ba chơi đi. Ừ, ngay chỗ máy trên bản đồ á, chạy hẳn ngay chỗ đó. Để đây còn có một phút nữa. Không, chỗ đó ngay sân bài luôn. Lấy chiếc chung bị xây xe rồi kìa. Trời, má chung nó mửa ra luôn rồi. Cấm đầu xuống ghế luôn rồi. Trời ơi. Nhìn hài quá. Má chung bây giờ quá. Nói đầy xe thôi. Đủ mùa mày. Hãy chiếc đó kìa, đi chiếc đó đi. Ừ bà, chiếc đó đâu leo được, có hai người à. Hai người hả? Đó, cầm chiếc đó đi trên giá nó cũng chê mà. Oh.
thôi, ghét. Có thằng cao cao. À, có chục xe chục thằng rồi. Ê, tôi đang ghê ghê. Đang có nhiệm vụ như bay gì nè. Chị Hằng đi, chị Hằng này có súng mà. Thằng nào? Ờ, cho này có súng nè. À, hai khẩu hai bên luôn. Mà mình tao bắn không à. Leo lên, leo lên. Chỗ rồi, chỗ lái chiếc kia luôn. Chiếc này trong GTA 4 nè. Ừ. Bay đi, bay cá cánh đi. Ông cá cánh đi, tôi đi sau tôi hỗ trợ cho. Máy bay hộ tống nè. Đó, tao sẽ up video, tao sẽ đến nhiệm hàng mày chung ơi. Thôi. Á, chung cái mặt. Thì gọi là chung cái mặt. Ông phía trước bay từ từ thôi nha. Để tôi bay. Ê, hai chiếc bay gần gần. Bay trước nó chứ. Chiếc này bán không có lợi. Đúng ra mà phải bay trước nó á. Ừ. Bay từ từ thôi ba. Mà khổ sống. Nói bay một chuyện. Bởi vì thả tim quá cho tôi. Không. Rồi. Đừng nổ rồi. Không. Ai nổ chứ. Sao bắn được vậy? Cái súng hả? Có chân bị súng thì bắn thôi. Ông kia quay đầu lại đi. Ngồi sau không có súng. Đấy, bắn cái bay kìa. Ông kia bay cao quá kìa. Thì sao? Ông bay dễ trâu vậy. Ông mới bay một chỉ. Ông bay lại tôi nè. Đâu tiêu rồi. Ok đâu rồi, quay đầu bay lại. Ờ, à, có ông nào có dù không vậy? Không. Thôi biết rồi, tao bay cao tao nhảy xuống. Không, tao có dù. Rồi ông Ly gì có dù không? Dưới mấy cái súng nó có cái ba lô đúng không? Ừ. Ờ đúng rồi. Có không? Có. Rồi nghe, anh em chuẩn bị nhảy dù xuống nghe, máy bay chuẩn bị không hạ cánh được. Làm sao để bung vô? Rồi. Bởi vì biết rồi. Tự nó bung hả? Bay để bung ra. Ông kia ông hạ cánh này. Nem xuống nha. Xuống đi. Chị mưa đúng rồi kìa. Chị mưa dù không có mở á. Sao chó ơi mày. Bấm gì nó bung vô, bấm gì nó bung vô. Chạy ra đi ba. Chết bây giờ. Ông nọ kia nhảy ra. Bấm chuột trái. Bấm chuột đi. Ông chết mẹ rồi kìa. Rồi ông bung ra được rồi. Anh đi mẹ gần tới đất rồi mới bung rồi. Ông nằm cảnh sát được luôn đi. Ở giờ đi khủng bố nè. Khủng bố. Đi vô đội quậy. Hết vô quê ba. Để hạ cánh bình thường. Ây da. Ê, nó bay hoài nó không xuống mày. Vãi. Nhìn bựa vãi. Chết, muốn chết luôn rồi. Tin giúp bạn mà. Giúp cái thùng. Ông nội nghe. Thả vô. Phải chưa? Rồi. Anh em lên máy bay.
từ từ. Nó đang chạy nè. Ngọn sao bắn được á? Ngọn sao bắn xuống được á? Thấy không? Tôi chỉa súng ra ngoài nè. Lên lên lên, bay vô quân đội nha. Ơ bay vô quân đội, bay bay ngay đây nè, tu pin cho mấy đồ á. Làm sao ngồi bên hai hai vậy? Hết chỗ rồi. Bên này còn nè. À hình như dân VIP ngồi mới được không ơi. Bay lại cái chỗ tôi chết boss đó, bay vô khác nó bắn chết á. Bay lại cái chỗ chết boy á, bay lại cái chỗ chết boy đó. Ừ. Ở chỗ một điểm á. Ngay chỗ đó không có phòng không, không ngờ nó bắn dở sọ. Đừng có bắn ba, để vô quân đội đi. Mất dù rồi nha, nó thả máy bay để chết luôn á. Tấp táp lên coi còn được mà. Mất rồi, mất cái dù rồi. Rip rồi. Trời mưa quá, tầm nhìn không mét. À, giờ là không nhập vô. Tôi muốn sợ quẩy. À, trời mưa nhìn phía xa không thấy gì luôn. Mưa xa thấy gì vậy? Tụ mưa. Đó, cho các bạn coi đó, chụp đó, cái mặt áo đỏ đó, con này đó. Ôi, đừng hạ cánh chỗ này, chết đó ba. Hạ cánh chỗ chết boy kìa. Xe tăng, ở ngay chỗ này, chỗ nhà xe tăng á. Để ra đậu bên ngoài kia kìa. Đậu ngoài chỗ chết boy kìa. Chết người đó. Đó. Đậu trong luôn. Ý có hai xe quân đội ở ngoài kìa, cướp không? Đâu. Kìa hai chiếc cái dưới chân kìa. Xe tải hay xe quân đội đó. Ờ lấy. Thôi không kịp rồi. Đậu luôn, đậu luôn. Ôi trực thăng nó kìa. Trực thăng nó kìa. Ai có cốc két xuống bắn nha. Rồi hạ cánh. Làm sao? Hạ cánh rồi. Gì vậy? Ôi xuống. Vậy xuống. Nổ bây giờ chạy ra. Căng ca rồi, riết. Chết mẹ rồi. Ông nội chết vậy. Ông nội bóp giấy. Bóp giấy vậy. Anh em núp vô. 800 anh em mới chuẩn bị tới á. Bóp giấy quá rồi đó. Coi chừng tem kêu nha. Núp vô. Kệ nó tới kìa. Rồi. Sao vô? Đứng ngoài ba. Đứng ngoài đi, tôi chết bây giờ, sắp chết rồi. Sắp chết. 800 anh em nó lại kìa. Bắn nó. À giờ tôi có cách nào bắn yểm vợ tôi cướp chiếc xe anh em mình tẩu ra ngoài. Được không? Chắc được. Ờ có ông nội kia đứng ngoài bắn tiếp đi kìa. Ờ hay quá. Yểm trợ. Yểm trợ. Lẹ, 800 anh em nó tới kìa. Nhanh lên. Nhanh. Bấm gì đó, không biết. Sao ra đây? Đi chỗ khác đi, cho đi ly. Bảy, xịt bảy bắn. Bảy bắn rồi. Ủa, cái đó không bắn rồi, sao nó bảy bắn? Không được bắn. Vậy.
cho lũ đạn. Bóp dai tem nha ba. Bóp dai quá. Thằng giờ bắn cho thằng đó. À, căng não quá, chỉ bị ra tới nè. Nấp xuống, nấp xuống. Đóng cửa kìa. Rồi, thao tung ra. Ôi, FBI đi vô. Rồi một thanh niên gài. Nấp cái đầu xuống. Trời gặp nữa chứ. Ghê quá. Chắn đề chưa hiệp vô chết rồi. Chắn đề là nếu biết vô đó không. Bắn ở đâu? Chuẩn bị tới chỗ ga nè. Đếm một chỗ ga luôn. Cũng khi dễ chứ. Đề quá. À, trời bể hai lớp luôn rồi. Rồi nó bắn xuống lưng kìa. Cái đánh kìa, chị khác chết lên. Còn cơ hội. Nó bay lên mẹ rồi. Bị cướp rồi. Cướp luôn. Lên. Không đội đi đâu, nấp cái đầu xuống. Không đội đi chết rồi. Chết rồi. Trời ơi, vòng vòng rồi. Nấp cái đầu xuống. Cướp phi công, phi cơ luôn nè. Chơi lớn luôn. Chừng lên không? Lúc này là hả? Chơi lớn luôn. Ông xuống nghe tôi, tôi ghé lại cái ông nhảy lên nghe. Đúng không chiếc vậy? Cướp lại đi, chơi lớn mà. Hồi đó thấy, xuống. Thấy nó đậu ngoài mà. Ông làm mọi nhữ đi để tôi lấy chiếc. Lên nhanh. Nếu vô luôn ba mày. Nếu vô. Tao dọn đi, mày đi đây, dọn đi. Dọn lẹ. Cút. Bị bắn quá. Trời ơi. Rồi. Rồi, tôi bay được rồi. Yeah. Không bay được. Ôi, nó hai cái máy bay nó chì xác tôi luôn. Thôi rip. Rồi xong. Ôi ông ơi, tôi chạy hốt luôn rồi ông ơi. Kinh vãi. Ôi, ông ơi, cái cú tôi kìa. Bay. Ông cái tên bị cú. Thoát được luôn. Rồi chỉnh tên lửa. Xong. Rồi mấy ông tập trung lại chỗ đi, tôi lại tôi đón. Anh xin dân tài xe. Tập trung lại chỗ trên bản đồ đi, tôi lại tôi đón. Buổi trưa đi đâu vậy? Rồi, tôi đang trên đầu mấy ông à. Ấy, mẹ hư động cơ. Được phát. Hả? Tôi trong vũ trường đang tới nha. Ừ, hai ông đậu nó đi, tôi hạ cánh xuống nè. Đang trốn chi nã cái. Rồi, động cơ nó cày dựng. Rồi xong. Hạ cánh. Ông này đang ở trên đường để tôi chở lên nha. Ê hư mẹ đông cơ. À quá. Nè anh em thấy gì chưa? Phải. À. À giết hết rồi. Hạ cánh không an toàn rồi, tông. Hay quá. Dễ thương quá thật. Hạ cánh không an toàn. Nguyên cái đáp, nguyên cái đường còn đúng chiếc xe đó để chạy thôi đó. Rồi ra đây luôn rồi. Ra đây anh em mình chặn đường cướp xe quân sự đi. Anh đòn xe cho mày. Ơ cái xe khác kìa.
đâu ra đâu. Ê ê ê ông Uni, ông Uni đừng đi chiếc đó. Rồi đi đi. Ê tôi sao luôn nha. Nó lôi xuống rồi. Bút nó. Rồi đeo nó lại. Hốt cái điểm mà đi tôi lên nè. Lên tới đây nè. Đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn. Ờ đi chiếc này à, đi cướp mới đã nè. Đứng trên chiếc này không bị té. Đứng đứng yên đi tụi tôi lại. Tới rồi, rồi đụng mặt luôn. Ghé lại ghé lại. Đi chiếc này à. Lên lên. Vãi vãi cướp xe cảnh sát luôn kìa. Còn ông nữa đâu? Hết chưa? Té hỏng rồi. Rồi té lên té xuống là tội nghiệp vậy. Rồi anh em, bây giờ chạy lại cái cổng khu quân sự á. Đi, đi cướp để tôi bị lên cái đồ. Chờ thẳng thẳng đường này phải không? Ừ, đây nè. Đó. Ông chạy ra ngoài đây. Dạ, cướp mấy xe quân sự. Cái mấy xe điên lại chết được. Có xe gia đình kìa. Vậy xe gia đình. Nó ấy kẻ chiếc trên cầu đang nó chạy đi chỗ khác kìa. Được nghe nó. Chạy hết đường này có cái cầu chạy qua. Sao cái xe này nó đứng vững quá. Ừ. Trời, nó kiếm cái finger của tôi. Mệt. Hạ cánh không thành công ơi. Nãy quay xuống mũi chết luôn thằng luôn. Ủa chạy thẳng luôn hả? Ừ chạy thẳng rồi cái cầu. Đừng có bắn, đừng bắn. Cấm lại bây giờ. Để cái đầu kìa. Chạy nữa, chạy nữa, chạy nữa, chạy nữa. Chạy chạy nó bị bắt á. Chạy hẳn hoài có cái cầu để lên cái nữa. Cầu này cho cái đường này đi nè. Phải chơi lớn quá. Chạy sát bên trái luôn nha. Chạy ra đi, chạy ra đi. Chạy vô nó bắn á. Trời chạy ra luôn, bên trái luôn. Bên trái, bên trái. Đừng có bị vô đó. Phải. Con ra nó lùa bây giờ. Ừ. Trời trời trời. Này thấy rồi. Ông này chặn được cái tóc á. Kìa, phải có chiếc ai? Có chiếc quân sự bên trái á, ghẻ trái, ghẻ trái. Nó đang chạy không, nó đang chạy vô, nó đang chạy vô kìa. Kìa, 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 kìa. Rồi. Mày chiếc này không, mày chiếc này chạy luôn đi, mày chiếc. Chạy chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn. Chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn. Có chiếc phía trước nữa. Chạy nhanh lên ba, kìa vậy. Nó chạy hết ga rồi, đạp hết ga. Đừng có đụng nó. Đừng đụng nó, đụng đụng nó, đụng nó. Lôi đàn em ra quýnh á. Trời chạy mất tiêu rồi, kìa, chiếc mặt kìa. Không không, chiếc... cái xe bên trái. À, không không, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Chạy hẳn chiếc mặt, chiếc mặt. Chiếc mặt, chiếc mặt, chiếc mặt. Rồi, rồi, chạy ngang qua để tôi với ông Denen ghi đó. Rồi, đi. Rồi kia. Đừng có bắn bể bánh nha. Đó, lên lên lên. À, bắn giùm quậy. Bắn ghê dính dắt luôn mà. Tôi liên quanh kia. Rồi được rồi. Đây, trốn mày kiếm vô vốn đi. Rồi, xì mẹ cái bánh sau rồi. Phải, tôi đâu có bắn bánh sau. Rồi, tiếp. Rồi, ông muốn trường lép rồi. Đó. Nổ lớp luôn. Gì đấy? Hai bánh luôn. Bánh. Cơm tới. À,
Chỉ cả sát đi, chỉ cả sát đi. Bắn chưa, đừng bắn chưa bắn xe nha. Ồ, lên, lên. Rồi, đậu. Ở kia đang rồi. Không bỏ kia ao rồi. Chạy bộ luôn, bỏ trốn chứ. Đông chết mẹ. Bẻ bánh trước rồi, bẻ bánh trước rồi, bẻ bánh trước rồi. Tại bẻ bánh. Bẻ bánh xe trước rồi. Bẻ bà bánh trước. Trốn bên sáng đi, có chiếc sau lưng kìa, ghé lại cướp nó luôn. Hắn lại, hắn lại. Có chiếc thăng trên đầu nha. Sau lưng chết rồi nè, sau lưng chết. Lên. Cái này trước. Lẽ, 800 anh em tới kìa. Chứ trước mấy cái. Dạy luôn. Chia ra mà dạy. Giờ chạy đi. Bể bánh nữa rồi. Tao nghĩ ra rồi bà. Bể bánh sâu nữa rồi. Tiếp tục thăm. Rãi. Lộn. Đấy, có cái lỗ dưới câu kìa. Có cái lỗ, trốn. Ôi, bị trực thăng dí rồi, sao trốn vô đây. Rồi. Chúng đây tử hữu dưới đây luôn. Ở đây trực thăng bắn mà không được. Nấp. Bấm bùi á. Ê, nó không hay dưới cái lỗ. Núp vô, gọi nó tới kìa. Đang sao núp rồi ba. Hey, wake up. There you are. Where's your cover? Má sắp thoát được rồi. Ừ, sắp thoát rồi, tới đây cứu đi. Anh em mang tử hủ dưới đây nè, lấy xe là chở. Xe nào ngon á. Ông Uni bấm quy á, nó tự núp vô. Cảm sát cảnh sát quá trời. Ôi, rồi. Má thoát rồi. Để tôi lấy xe chở. Sao lưng kìa. Xịt nhanh xíu đi. Bắn lên trước đi, tôi canh sau lưng nha. Ờ, ok. Má, hai anh đang trốn, mình sát dưới hầm. Bốn sao rồi. Để tao lấy cái xe nào ngon tí. Lẹ đi ba, đợi ba lấy xe rồi con chết sạch kìa. Ờ, ok. Ui, mẹ, hắt cái gì đó. À, tới đông quá chị đông rồi. Tới chừng sau lưng kìa. Sau lưng kìa, đết mẹ. Đặt nhẹ mới tới luôn. Xong rồi. Má đang bị bao vây quá dữ rồi. Rồi xong, tử chặn rồi. Thôi, chết rồi. Xong chết luôn. Má bị đặc nhiệm hai cước chậm quá. Đặc nhiệm nó nhảy dù xuống. Ê, bây giờ ông Thành cái nhiệm vụ ấy với tôi đi. Nhiệm vụ gì? Chỗ hai người á, cái hex đầu tiên luôn á. Ok, video hôm nay sẽ đây, nếu mà thấy hay like và subscribe channel của mình. Phải chung dòng luôn.